cây giống Thanh Thảo. Xin chào bà con mình nha. Thì hôm nay là bên Thảo đang chuẩn bị soạn 100 cây chanh giấy và 100 cây chanh đào chùm thế hệ mới để giao cho khách gần khu vực. Thì cái giống chanh giấy thì rất là thơm nha bà con, thơm và cái trái rất là to nha. Và ưu điểm của cái chanh này là nó có nhiều gai nhưng mà giá thì rất là cao so với những cái giống chanh khác. Và cái giống chanh thứ hai đó là cái giống chanh tàu chùm thế hệ mới, thì chanh này là cho trái chùm nha, năng suất cũng rất là cao, thích hợp cho bà con chúng ta trồng trong cái việc xen canh hoặc là chuyên canh nha. Thì hai giống chanh này là cho trái quanh năm luôn, rất là dễ chăm sóc nha bà con. Thì hiện tại là em có cung cấp giống cây chanh tàu chùm thế hệ mới và chanh giấy và nhiều loại giống cây trồng khác. Thì em ship toàn quốc cho bà con mình nha. Thì bà con nào mà mình có nhu cầu về cây giống thì mình cứ kết bạn qua số Zalo là 0337488343. Em sẽ tư vấn.